chào bạn nha. Hôm nay mình còn xem cái máy sới này để dành chuyên làm sới gãy nha bạn. Cái máy sới này ông anh ông mua là mười mấy triệu các bạn, để dành chuyên để sới đất gãy các bạn. Cái gân sới của nó là dài 3 tấc, còn cái bông sới là dài là 1 mét các bạn. Sới lạ không? Sới này thì sới này mệt lắm các bạn, nó giật chứ đó. Sới này rất là sâu luôn, cái bông sới dài tới 3 tấc nè, ngọt lắm, độc đáo lắm. Bây lúc ở dưới Việt Nam cũng vậy, Việt Nam là tài là áp lắm. Quay đầu là bóp bên nào là nó quay bên đó, đi ra như quay ra như cái máy chặt đất của mình đó bạn. Thầy em chú không mua dài, ông kia rẻ là ông nói là trước kia là nó chạy bánh xe, tháo cái bánh xe ra là gắn cái dòng bông sới vô trong cái tù nó luôn. Việt Nam không các bạn, Việt Nam là chế ác lắm nha các bạn. Nó còn phải khóc khét với những cái máy của Việt Nam như thế này. Lý hoạt động của cái máy này là đè cái bánh lái đằng sau lại cho nó chặn lại, nó cào lên rồi mình muốn đi tới thì dở lên là nó đi tới, dở cái bánh lái đằng sau là tự nó đi tới mà. Đơn giản dễ hiểu, muốn cho bên nào đi chậm thì nó muốn cho bên nào đi chậm lại thì bóp bên đó là nó đứng bên đó.
này sới 1 mét mà nó chạy cũng rất là ngọt luôn. Mình xin kết thúc clip tại đây luôn các bạn. Máy rất là ác luôn. Máy gần tới một thước. Để chuyên làm đất gãy, bóp bên nào là bên đó lăn. Mày lấy cái này thì hơi mệt đó bạn, nó giật nó vũ. Sới mùa 12 triệu. Gân sới này rất là dài, gân sới dài có 3 tấc. Cái này đặc biệt là không có bánh xe, nó chỉ bường cái đó là nó sới rồi nó đi luôn đó mà.
áo được chơi. Chiên để làm đất gãy, cái này chắc ngày chắc tới cũng được, cũng từ 300-400 đất á, 400-500 đó bạn. Giờ tới tới 1 mét luôn. Trời ơi, nặng quá, nó cũng sệt sói rồi.